nữ ca sĩ Britney Spears lần đầu lên tiếng phản hồi về bộ phim tài liệu Framing Britney Spears, thú nhận rằng cô đã xấu hổ và rơi nước mắt khi cuộc đời sóng gió của mình được tái hiện trên phim. Tôi không xem bộ phim tài liệu, nhưng theo những gì tìm hiểu, tôi xấu hổ với những gì họ đã làm. Tôi đã khóc suốt 2 tuần, đến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn khóc. Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân. Britney phá vỡ sự im lặng sau gần 2 tháng bộ phim tài liệu đau lòng do New York Times thực hiện, được chiếu trên các kênh truyền hình. Framing Britney Spears khắc họa hành trình tỏa sáng và trượt dốc của Britney vào thập niên 2000, xoáy sâu vào những tác nhân khiến công chúa nhạc pop rơi vào khủng hoảng trầm trọng, bao gồm sự xâm phạm của truyền thông, định kiến giới và cái nhìn thiển cận về vấn đề sức khỏe tâm thần trong xã hội thời kỳ đó. Kết quả, Britney phải chịu quyền giám hộ của bố suốt 12 năm. Ở tuổi 39, cô không được tự do bầu cử, gặp gỡ các con, quản lý tài chính, trả lời phỏng vấn, sử dụng mạng xã hội. Nhiều năm nay, các fan liên tục kêu gọi tòa án trả tự do cho thần tượng qua phong trào Free Britney, giải phóng Britney. Ngôi sao 39 tuổi đăng kèm video, cô nhảy theo bài Crazy của Aerosmith và tiết lộ rằng khiêu vũ hàng đêm là cách để cô cảm thấy hoang dã, nhân văn và được sống, giúp cô vượt qua áp lực nặng nề mà truyền thông và công chúng đặt vào mình. Ngày 31 tháng 3, theo Hollywood Reporter, Britney Spears khá bức xúc khi nhắc về bộ phim tài liệu Framing Britney Spears của The New York Times. Giọng ca Toxic viết một đoạn trên Instagram: "Cuộc đời tôi luôn bị suy đoán, theo dõi và phán xét. Để giữ sự tỉnh táo, tôi phải nhảy mỗi đêm. Tôi đã phơi bày cả đời mình khi biểu diễn trước mọi người. Tôi cần nhiều dũng khí để tin tưởng vào cuộc sống. Với sự tổn thương vì luôn bị bôi nhọ bởi truyền thông, tới ngày hôm nay, tôi vẫn hạnh phúc, thế giới vẫn quay và cuộc sống tiếp diễn. Con người chúng ta luôn mong manh và nhạy cảm." Nữ ca sĩ nói rằng cô luôn tự cố gắng để tâm hồn được an yên, tìm niềm vui cũng như tình yêu và hạnh phúc cho riêng mình. "Mỗi ngày khiêu vũ đều mang lại cho tôi niềm vui. Tôi không ở đây để trở nên hoàn hảo. Sự hoàn hảo thật nhàm chán. Tôi ở đây để lan tỏa lòng tốt." Cô trải lòng. Công chúa nhạc pop cũng khẳng định cô không quan tâm quá nhiều đến mọi thứ xung quanh nữa. "Tôi chỉ cố gắng giữ cho mình được hạnh phúc. Khiêu vũ giúp tôi vui hơn mỗi ngày. Tôi không cần hoàn hảo với bất kỳ ai. Tôi chỉ ở đây để lan tỏa tình yêu thương." Giọng ca Toxic khẳng định. Trước đó, ngày 10 tháng 2, sau khi bộ phim tài liệu phát sóng, Spears cũng lên tiếng về bộ phim. "Mỗi người đều có câu chuyện riêng và cách tiếp cận khác nhau. Cuộc sống của mỗi người không ai giống ai. Bất kể khi nói về cuộc sống của ai khác, bạn cũng không thể hiểu được người ta đằng sau ống kính." Cô ám chỉ. Britney Spears cũng từng chia sẻ rằng cuộc sống của cô luôn bị suy đoán, theo dõi và đánh giá rất nhiều. "Tôi thực sự bị tổn thương vì luôn bị đánh giá quá mức, đặc biệt là truyền thông. Đến giờ tôi vẫn còn thấy đau." Ngôi sao 39 tuổi nói. Britney Spears đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng từ nhiều năm trước và đang có cuộc sống khép kín bên bạn trai cùng 2 con trai tuổi teen. Cô chỉ giao lưu với người hâm mộ qua những bức ảnh, video đăng tải trên Instagram. Trong các video khiêu vũ, ngôi sao nhạc pop trông rất vui tươi, hạnh phúc và như được giải phóng bản thân. Tuy không hài lòng về Framing Britney Spears, nhưng bộ phim đã giúp ích khá nhiều cho nữ ca sĩ trong việc thoát khỏi quyền giám hộ của cha ruột. Phong trào Free Britney lan rộng. Justin Timberlake chính thức xin lỗi vì nói xấu cô sau chia tay, là những bước đầu tiên phim tài liệu làm được cho Spears. Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, đạo diễn Jonathan Stark cho biết tuy bộ phim không có mặt Spears nhưng họ cố gắng nói những gì đúng nhất về nữ ca sĩ. "Chúng tôi không bao giờ suy đoán, thổi phồng cuộc đời của cô ấy." Theo US Weekly, các thành viên khác của gia đình Britney Spears có nhiều cảm xúc khác nhau khi xem phim. Jamie Spears, cha Britney không hài lòng vì bị xây dựng là kẻ hám tiền. Ông khẳng định những gì mình làm đều vì muốn tốt cho con gái. Từ khi bộ phim tài liệu về bi kịch cuộc đời Britney được công chiếu, nữ ca sĩ nhận được đông đảo sự ủng hộ của bạn bè nghệ sĩ, bao gồm Paris Hilton, Miley Cyrus, Chloe Grace Moretz, Selena Gomez, Bella Thorne, Kim Kardashian. Bộ phim gây tác động lớn và được kỳ vọng như một cú hích để tòa án có cái nhìn thấu đáo hơn về quyền bảo hộ đối với Britney, giúp cô giành được sự tự do quyết định cuộc đời mình.